Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các gift code chung của cái tựa game Hành Trình Nhân Giả và hướng dẫn các bạn nhận gift code riêng của cái tựa game này nha các bạn. Thì tựa game Hành Trình Nhân Giả sắp được ra mắt vào ngày 12 tháng 9. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhận gift code riêng nha các bạn. Để cho tới bữa đó là ngày 12 tháng 9 cho tựa game này nó open beta thì các bạn tiến hành vào game và nhập code nha các bạn. Còn về code chung thì mình cũng sẽ chia sẻ như các bạn bình thường thôi các bạn. Tại vì các code chung á thì bạn không cần phải làm gì cả. Các bạn chỉ cần vào game là nhập được. Thì code chung của tựa game này thì cũng nhiều nha các bạn. Chứ nó không có ít đâu, hình như là tổng cộng là 6 code chung luôn nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận với code nha các bạn. Nhận đầu tiên là nhận về gift code riêng trước. Thì đây là tất cả những cái link, lỗi bạn, nó bị lệch. Giờ mình chỉnh lại nha bạn. Thì đây là tất cả những cái link mà tham gia code ở trên fanpage của cái tựa game này. Đầu tiên là sự kiện Go App 5 sao. Thứ hai là sự kiện Long Tin ra mắt. Thứ ba là sự kiện trailer. Thứ tư là lộ trình fan cứng nha bạn. Và còn thêm nữa là những cái sự kiện diễn ra trong group. Một chút nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia những cái sự kiện trong group. Thì trước hết thì mình sẽ hướng dẫn bạn tham gia sự kiện trên fanpage của tựa game này trước nha các bạn. Thì ở đây chưa hết thì mình thấy các bạn là có 4 code trước rồi nha các bạn. 4 code trước. Ngoài ra khi các bạn đặt fan cứng thì các bạn nhận thêm 4 code giữa 4 đợt khác nhau nha các bạn. Thì đợt 1 sẽ nhận được vào ngày 9 tháng 9, đợt 2 nhận được còn ngày 16 tháng 9, đợt 3 là ngày 23 và đợt cuối cùng là ngày 30 nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ làm sự kiện đầu tiên, hướng dẫn bạn làm sự kiện đầu tiên là sự kiện Goal App đằng sau. Thì các bạn tiến hành nhấn vào link. Thì những cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn vào đó để nhận. Thì đây là sự kiện Goal App đằng sau nha các bạn. Thì các bạn xem cái thể lệ tham gia của cái tựa game này là bước 1 là các bạn like và share bài viết này. Thứ hai là các bạn vào cái link này để bước 3 là bạn coi app sao và để lại bình luận. Bước 4 là chụp lại màn hình đã voi và đang dấu bài viết này. Phần thưởng là tăng sao 3 hệ nhận giả chọn số lượng 1 đang tiến bật bị hú sườn 8 đồng số lượng 150.000 và tinh hoa ngọc số lượng 80. Thời gian tham gia là đến hết ngày 13 tháng 9 nha các bạn. Thời gian phát quà là sau 48 giờ. Đây là những cái phần lưu ý là quà sẽ được gửi một lần sau khi quan nắng, sau khi kết thúc sự kiện. Những comment không qua chỉnh sửa thực hiện đúng và đầy đủ các bước theo thể lệ thì mới tính là hợp lệ nha bạn. Trường hợp quá ngày nhận code thì các bạn vui lòng nhắn tin về fanpage nha các bạn. Và quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng. Ok, giờ mình sẽ làm. Đầu tiên thì các bạn hit trước nha các bạn. Nhưng mình đã hết, sau đó thì các bạn tiến hành chia sẻ công khai và các bạn tiến hành bình luận nó như thế này nha bạn. Ví dụ như bình luận như bạn này là đã voi và voi app 5 sao như vậy nha bạn. Và để là bình luận là ví dụ như game hay, đồ họa đẹp. Thì đó là cái sự kiện thứ nhất. Ok, giờ chúng ta còn đến với sự kiện hai là Long Tin ra mắt bắt ngay có xịn. Giờ mình sẽ vào đây nha các bạn. Thì đây là sự kiện Long Tin ra mắt bắt ngay có xịn nha các bạn. Thì các cách thức tham gia của cái sự kiện này thì cũng như cái những cái sự kiện khác. Bước 1 là các bạn bấm like rồi share cái post này. Bước 2 là bình luận 12 tháng 9 tham chiến và tag về cho mình ba cái người bạn. Bước 3 là nhắn tin to Tenten, tức là admin của fanpage này các bạn, và giờ nhận quà. Phần thưởng là code Long Tin, thời gian đến hết ngày 11 tháng 9, thời gian phát quà 48 giờ, sau 48 giờ. Những cái lưu ý này nãy mình đọc rồi nha các bạn, thì cũng như y như những cái lưu ý trước thôi. Các bạn cũng thích và chia sẻ, bạn thích nào bạn. Tới các bạn bình luận 12 chính thông chiến và tag về cho mình hai người bạn như thế này. Như vậy là được rồi đó bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với cái sự kiện thứ ba là sự kiện slide và sell trailer. Đây bạn nhấn vào. Đây là cái sự kiện sell trailer nhận code toàn server nha bạn. Đây là cái link trailer của mình. Đây là link trailer nha bạn.
trailer cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Giờ thì chúng ta cùng làm thôi nha các bạn. Thì cái nhận gift code chỉ cần với hai bước đơn giản là bạn share link trailer này về trang cá nhân. Sau đó thì bạn chụp bài share trên cá nhân để lại bên link dưới, để lại bên dưới bài viết này và điểm danh và tag một người bạn nha các bạn. Sau khi hoàn thành thì nhắn tin về cho fanpage. Quà sẽ là có trailer nha các bạn. Đặc biệt khi các bạn đạt mốc 500 sẽ nhận thưởng là trị giá 100k cho tất cả người chơi, 800 là 300k và 1000 là mốc 100k cho tất cả người chơi. Thời gian đến hết ngày 12/9, thời gian nhận quà là sau 48 giờ nha các bạn. Thì các bạn cũng tiến hành like và share đây nha các bạn. Share trailer y như vậy các bạn, các bạn chỉ cần vào như bạn này các bạn. Bạn này là bạn tát một người bạn nè các bạn. Sau đó thì các bạn chụp màn hình lại share trailer các bạn. Thì để share trailer thì các bạn nhấn vào cái link ở trên đây các bạn, cái link trailer ở đây nè các bạn. Đó, các bạn nhấn vào. Sau đó thì các bạn nhấn vào chia sẻ đây nè các bạn. Nhấn vào chia sẻ ngay là được rồi các bạn. Thì đó là sự kiện share trailer. Và sự kiện thứ tư là sự kiện fan cứng nha các bạn. Thì có 4 đợt fan cứng. Thì đây là lộ trình fan cứng đợt 1, 2, đợt 3, đợt 4. Fan cứng thì cái này thì cho Facebook chọn nha các bạn. Nếu bạn đạt fan cứng đợt 1 ngày 9 tháng 9 đã qua các bạn. Còn giờ thì đợt 2 thôi bạn. Đợt 2 là 10, 16 tháng 9. Thì đợt này các bạn đạt fan cứng là 10, đến ngày trước ngày 16 tháng 9 nha các bạn, là các bạn sẽ nhận được một cái phần quà tương ứng. Còn đợt 3 là từ ngày 23 tháng 9 và đợt 4 ngày 30 tháng 9 nha các bạn. Đợt 4 30 tháng 9 là các bạn sẽ nhận được phần quà tương ứng. Thì để trở thành fan cứng thì các bạn cần phải like bài viết, like tất cả bài viết và share tất cả bài viết. Sau đó thì bình luận, ví dụ như bình luận là SC như bằng này nha các bạn, bình luận FC, SC hay là bình luận bất cứ thứ gì đó các bạn, miễn sao đừng có bam là được các bạn. Thì cứ bình luận cứ gì, sau đó thì Facebook nó sẽ tự chọn nha các bạn. Cái này admin của game này thì nó không có chọn được, nó không có chọn fan cứng được đâu nha các bạn. Nên là Facebook nó sẽ, các bạn phải tích cực lên thì Facebook nó sẽ tự chọn. Còn cái sự kiện thứ năm là báo danh teaser nhận quà. Thì mình thấy mỗi boss nó đều có một cái sự kiện là báo danh teaser nhận quà. Thì các bạn tiến hành vào cái web teaser nhận quà các bạn. Còn cái sự kiện đăng ký trước tại Google Play thì nó cũng nằm chung với cái báo danh teaser nhận quà luôn. Một chút thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đó thì các bạn vào group báo danh teaser, vào cái link đó nha các bạn. Ở đây thì mình có, thì đây là sẽ ra cái giao diện này. Các bạn tiến hành nhấn vào phần báo danh nha các bạn. Các bạn chọn hệ điều hành Android, nhập cho mình cái số di động và địa email và tiến hành nhấn xác nhận. Sau khi game mắt thì nó sẽ gửi code về cho các bạn. Thì đây là phần quà có báo danh, sẽ nhận được là đồng chắc ra đồng khóa vô nha các bạn. Hai là khai mở lục đạo nè các bạn. Thì cái khai mở lục đạo này nè, các bạn tiến hành đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Thì đăng nhập hàng ngày sẽ nhận được một lượt nha các bạn. Sau đó thì các bạn tiến hành nhấn vào phần, sau đó thì các bạn tiến hành nhấn vào cái mục báo danh đó các bạn. Nãy xin lỗi bạn, nhấn vào cái mục khai mở lục đạo ở đây nè các bạn. Là các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng như là lôi, những cái nguyên tố đó các bạn. Ví dụ như mình có nguyên tố hổ, lôi, phong, hỏa, còn mình thiếu hỷ thôi các bạn. Thiếu hỷ nữa là nhận được code dự, code 5 nguyên tố nè các bạn. Thì sau khi được 5 nguyên tố thì nó sẽ có code 5 nguyên tố hay code dương tiên lục hay code âm tiên lục nè các bạn. Nè các bạn, mình phải có, các bạn có thể xem thể lệ ở đây nha các bạn. Thể lệ thì các bạn như bước 1 là đăng ký tài khoản, 2 nhấn thêm lượt, 3 nhấn khai mở lượt đạo đổi hưởng. Các bạn đổi hưởng hoặc đủ số nguyên tố không hả thị, sau đó thì các bạn làm đổi hưởng và chi tiết phần hưởng sẽ cập nhật trên fanpage nha bạn. Các bạn ngoài ra thì có những cái sự kiện cộng đồng dưới đây thì các bạn nhấn vào cũng được. Đó là hết cái sự kiện về
sự kiện trailer đó các bạn, sự kiện về đăng ký Discord nhận quà các bạn. Còn đăng ký thời vui đây thì nó cũng chung trên đây nha các bạn. Sau đó thì kế tiếp là cái giúp cộng đồng nè các bạn. Các bạn thấy thì ở mỗi bài đăng nó cười có một cái giúp cộng đồng như thế này nha các bạn. Nó để cái link giúp cộng đồng ở đây. Và các bạn đây là cái link giúp nha bạn. Các bạn tiến hành nhấn vào. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều các bạn nhấn vào tham gia. Đây bạn nào tham gia thì nó sẽ, bạn nào tham gia rồi thì nó sẽ nhấn để đã tham gia nha bạn. Thì các bạn tiến hành lướt xuống, ví dụ như sự kiện, có sự kiện các bạn mời bạn vào group thì các bạn tiến hành làm theo hướng dẫn, như là bước 1 là like share bài viết này, bước 2 mời 5 các bạn bè và chụp ảnh lại, bước 3 là comment ảnh đã mời tại đây. Thì phần thưởng sẽ là code và thời gian tham gia đến hết ngày 11 tháng 9. Thì các bạn tiến hành mời bạn bè và chụp hình lại và mời dưới này nha các bạn. Đây nha các bạn, như bạn này nha các bạn. Và các bạn cứ lướt xuống thì trong group nó sẽ có rất là nhiều cái sự kiện group cho các bạn, như là sự kiện chạy trước nha các bạn. Nó sẽ thông báo vào các bạn. Và tại đây thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình. Nếu như các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ vào đây các bạn hỏi là nó sẽ có người hỗ trợ cho các bạn. Nếu như bạn không hỏi admin nha các bạn, thì ở đây thì có nhiều các bạn khác chơi game nên là sẽ hỗ trợ nhanh hơn. Còn admin chỉ chắc chỉ có mình thôi nên là hỗ trợ sẽ lâu, nhưng mà đối với game này nó hỗ trợ cũng nhanh nha các bạn. Ngoài ra thì có kênh YouTube Munsu nè các bạn. Ok, giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn mã dưới code chung của cái tựa game này nha các bạn. Thì đây là cái dưới code chung của tựa game này. Tổng cộng là có 6 dưới code nha các bạn. Thì có thứ nhất là Naruto 3 số 9, thứ hai là Sasuke 66, báo danh 88, LD Naruto, BGE, HTNG, Naruto 2022. Thì đây là tổng cộng 6 dưới code chung của cái tựa game này. Các bạn chỉ cần ghi lại và đợi game ra thì các bạn nhập 6 code này, các bạn không cần phải làm gì cả. Các bạn là nhập được cộng quà nha các bạn. Thì 6 dưới code này là 6 code chung. Thì để coi cái code mới nhất thì các bạn vào cho mình cái trang web của taidinotv.com nha các bạn. Đây nha các bạn, taidinotv.com. Và các bạn tiến hành làm như bình thường thôi các bạn. À xin lỗi các bạn nha. Cái website là taidinotv.com nha các bạn. Thì web này của mình sẽ luôn luôn chia sẻ cho bạn những cái gift code mới nhất của cái tựa game này, và cũng như là hướng dẫn cho bạn những cách nhập code nữa nha các bạn. Để bạn sao cho gift code. Và cái website của mình là tinotv.com, các bạn hay vào đó để cập nhật code, thì mình cũng có cập nhật thêm những cái code mới nữa. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách nhận gift code chung và gift code riêng của cái tựa game Hành Trình Nhẫn Giả này. Thì chúc các bạn nhập khi có thành công và chơi game vui vẻ. Thì những cái gift code này các bạn đợi game Open Beta là ngày 12/9 rồi các bạn tiến hành nhập vào nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập code công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like, share video này nếu bạn thấy hay và chia subscribe kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.